Xin chào các bạn đến kênh YouTube Bố Của Mộng. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ dụng cụ cà phê dùng cho dân thích dịch chuyển của mình. Đây là một cái máy xay bằng 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 điện nha các bạn nhá, nhưng mà máy xay cỡ nhỏ bằng điện, nó chạy điện và sạc pin các bạn này. Cái này thì lưỡi nó bằng thép, cái bộ máy xay này thì mình mua trên Shopee với giá 600.000. Cái nhãn hiệu của nó là Vinco, đây là nhãn hiệu của nó này. Cái máy này mình rất thích dùng, là trong thời gian vừa qua là mình liên tục dùng cái này ở nhà, cũng như đi đi đâu đó mình phải mang theo cái dụng cụ này thì mình thường sẽ chuyên mang cái bộ này đi cùng. Còn đây là chiếc máy pha cà phê espresso của Wacaco với nhãn hiệu là Nano Brasso. Cái này dùng để đi du lịch cũng được, cũng tiện, mình cũng hay mang cái bộ này đi để mang đi du lịch. Bây giờ mình sẽ xay thử cái máy này cho các bạn nha, các bạn có thể tham khảo để mua cái bộ này để đi du lịch. Thời gian pha của cái máy này nó cũng thời gian xay của cái máy xay này nó cũng hơi lâu một chút. Một cái shot này là khoảng 8 gram các bạn nhé. Cà phê của mình dùng hôm nay là cà phê Ethiopia châu Phi của nhà rang Vero. Xem nó xay bao lâu, mình chưa đo đóng thêm cân đo thời gian đâu. Cái máy này thì nó có sẽ có một số cái chế độ xay, thì mình đang để ở chế độ 10 click dành cho espresso các bạn nhé. Chỉ cho cà phê vào bên trên này, chúng ta cho cà phê bên trên này, cho đây là cái cục motor nó quay này, bấm cái là nó quay không, nó sẽ tự xay. Chúng ta rất tiện, mình có một cái máy xay cầm tay ở nhà cũng phơi chế lưỡi như thế này, nhưng mà mình đợt này ngại xay tay quá. Cái máy xay tay đấy thì chất lượng nó sẽ tốt hơn cái này một chút, nhưng mà cái này thì mình thấy tiện hơn, cho nên mình hay mang cái máy đi để đi du lịch. Đây là cái máy Nano Verso. Trên kênh của mình thì mình đã có một bài review chi tiết về cái thiết bị xay pha này rồi, các bạn có thể vào kênh của mình các bạn xem. Hôm nay nhân dịp đi du lịch biển Quảng Bình thì mình đang có một cái view rất là đẹp đây. Mình đang ngồi uống cà phê tại trên phòng khách sạn của mình, view ra mặt biển Nhật Lệ rất là đẹp. Các bạn đợi một chút xem cái này nó xay xong rồi mình sẽ pha. Đây là cái bộ bộ rong cà phê, cái này thì mình phải mua thêm trên của một anh trên Facebook với giá 150.000. Còn đây là cái bộ kèm theo của cái dụng cụ này. Vậy là thiết bị của mình đã xay xong là 8 gram cà phê rồi. Một cái shot này thì được 8 gram các bạn nhá. Nó có cái bộ mở rộng ấy, lên thành 16 gram. Thì bộ đấy hôm nay mình không mang đi. Còn nhìn nó không là nó lệch. Rồi, mình đã xay xong rồi này các bạn, rất là thơm. Mình sẽ dùng cái này mình cái vòng đong để mình đong cà phê cho nó khỏi bị văng ra ngoài. Sau khi đong xong thì mình sẽ dùng cái dụng cụ này ép. Ép xong thì mình sẽ cho lên. Cái này là cái để chiết chiết cà phê các bạn này. Cho vào cái này, mình vặn nắp vào. Cơ chế của nó là cơ chế bơm đẩy. Đây là cái chỗ đựng nước, thì bây giờ mình sẽ đi lấy nước nóng. Ở nước sôi thì mình dùng cái ấm đun nước siêu tốc của khách sạn, mình sẽ đổ vào đây. Xong mình đẩy cái này lại để mình chiết xuất cà phê các bạn nhá. Chiều nay mình sẽ uống một ly cà phê bên bãi biển. Đấy, cơ chế nó bơm đẩy các bạn này, đẩy nó bơm để nó đẩy hơi đẩy nước qua cái đựng cà phê lúc nãy, nó sẽ chiết xuất ra. Móc quay gần vào đây một tí nhìn cái dòng chảy thơm lắm các bạn. Cái cốc này của mình hơi to, lượng cà phê mình lấy hơi nhiều cho nên nó chảy không được đều. Hơi nhiều thì cái lực ép nó sẽ phải lớn. Con thấy một ngày bố pha nó chạy đều không? Hôm nay mình bố lấy hơi nhiều. Con tưởng là ngày 8 gram à?
8 gram nhưng mà hôm nay ngày 8 gram nhưng mà có cái cân. Con cầm được dùng tay con. Rồi, sơ bộ thế thôi. Mình sẽ chỉ lấy bằng đấy thôi. Đựng vào đây cho nó khỏi chảy nước các bạn. Như vậy là mình đã có một ly cà phê rất là thơm ngon. Mời các bạn uống cốc cà phê cùng mình. Espresso. Ngon, một góc. Góc chiều rất là đẹp, ngồi nhâm nhi cốc cà phê, nhìn ra bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Rồi, cảm ơn bác.